Quang Hải phải vào viện để xác định chấn thương. Có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, nhưng tiền vệ Nguyễn Quang Hải chỉ thi đấu khoảng hơn 30 phút trong trận ra quân AFF Cup 2022 chạm trán tuyển Lào hôm 21 tháng 12. Trở về từ Pháp, Nguyễn Quang Hải không có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022 khi hội quân muộn và chỉ có vài ngày tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Dù chưa có được thể trạng tốt nhất, ngôi sao đang thi đấu tại Ligue 2 vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào đội hình xuất phát trận chạm trán chủ nhà Lào. Không tạo nhiều ấn tượng trong những phút có mặt trên sân, Quang Hải còn dính chấn thương cơ đùi trái và phải rời sân ở phút 34. Được thay bằng Nguyễn Văn Quyết. Sau đó, tiền vệ 25 tuổi này được các bác sĩ sơ cứu trước khi đến bệnh viện tại Viên Chăn chụp MRI hôm 22 tháng 12 để xác định mức độ chấn thương. Nguyễn Quang Hải là cầu thủ được định giá cao nhất ở AFF Cup kỳ này với giá trị chuyển nhượng lên đến 400.000 euro nhưng thời gian qua không có nhiều cơ hội thi đấu. Chấn thương của tuyển thủ Việt Nam khiến ban huấn luyện lo lắng bởi anh là mắt xích quan trọng trong đấu pháp chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dự kiến, kết quả chụp chiếu và thăm khám chấn thương của Quang Hải sẽ có vào đầu giờ trưa ngày 22 tháng 12. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần sớm lên phương án thay thế Quang Hải phòng trường hợp cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu ở những vòng quyết định. Trước đó, Hải Con từng gặp chấn thương tương tự ở SEA Games 2019 tại Philippines và phải nghỉ thi đấu đến trận chung kết.